Em Đỗ Minh Nghệ, trường Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác nhé. Chúc các bác có một buổi tối thứ bảy thật là vui vẻ hạnh phúc. Hôm nay là một ngày chủ nhật. Hôm nay tranh thủ buổi tối thì cũng có vừa sửa và rất là nhiều sản phẩm mới đẹp và tuyệt vời. Mình giới thiệu và chia sẻ mọi người thì khỏi là mất thời gian của các bác. Thì như mà đến các bác đang nhìn trên màn hình các bác, đây là một cái pho di lặc. Một cái pho di lặc được đục trên một củ gỗ hương rất là đẹp. Cái đẹp ở đây thì nó sẽ có nhiều cái đánh giá và nhiều tùy theo cách các bác chơi. Có những người đánh giá thì đây là được một cái pho xuất sắc, có người đánh giá thì nó là một cái pho bình thường, thậm chí có những người ở đây là cũng cùi. Nhưng mà nó tùy theo cách chơi của mọi người ạ. Thì đây nguyên bản nó là một cái gốc hương, sau đó được cắt, được đục, được đẽo, được bổ và giữ lại cái phần đẹp nhất của củ gỗ, đó là cái phần da gỗ tự nhiên quá tuyệt vời. Một cái phần da gỗ có cái màu trắng tinh khôi, và cái màu trắng này là cái màu trắng tự nhiên và màu trắng nguyên bản của gỗ mọi người nhé, nguyên bản. Bên em chỉ có làm dùng những cái axit tẩy rửa sạch sẽ hết những cái phần bụi bẩn này, những cái vết lỗi của sản phẩm, để ra cho mọi người một cái sản phẩm tuyệt vời nhất. Chúng ta thấy là có phần da thì chúng ta sẽ thấy nhìn cái đoạn này nó có những cái mắt phượng. Thì những cái mắt phượng này thì nó, các bác nào chơi bơm mùi thì sẽ biết đây, những cái phần da và những cái phần mắt phượng này rất là đẹp. Đây có thể là một bộ di lặc ngồi tuyệt vời, đứng cũng được. Trong cái phần nõi bên trong gỗ thì ta sẽ thấy cái màu hồng và sụn. Sụn thì cái da này thì bổ ra thì gỗ thì bên trong đẹp lắm. Đây nó cũng găm một cục đá nhỏ, găm một cục đá nhỏ nó hơi long long. Các bác thích thì có thể giữ lại, mà không thì có thể bỏ ra vì nó hơi long long rồi. Nhưng đây là đá xịn nha, chứ không phải đá chắc vút vào đoạn em chả đút cục đá cuối con để làm gì đâu. Đấy, cái phần da gỗ này thì quá đỉnh cao rồi. Những cái sản phẩm này dành cho bác nào đam mê và muốn có một cái sản phẩm nó mang cái hơi hướng một sự khác biệt, sự đặc biệt và không giống những cái sản phẩm bình thường. Cái sản phẩm này nó có cái dáng thế cũng như là cái chất gỗ và kiểu dáng của cái đường nét nó rất giống là những cái pho nhai bách của Trung Quốc, những cái pho nhai bách bằng cổ tay hoặc bắp chân ấy, của Trung Quốc. Đấy, nó có cái da gỗ giống hệt cái da gỗ hương này. Thì cái da gỗ hương này tuyệt vời luôn. Các bạn thấy là có cái phần tự nhiên của sản phẩm. Quá đẹp. Mặt phượng. Cái phần mặt phượng. Thật sự luôn là cái sản phẩm mà nó rất là to và nặng mọi người nhé. To nặng lắm, rất là nặng. Em có quay vào sau sản phẩm. Nó lo kích thước báo giá mọi người. Cái hàng này thực sự các bác nào thích những cái hàng nó khác lạ, khác lạ một chút. Và cái rác này đã được xử lý rất là kỹ và khô kiệt 100% rồi, cho mọi người chơi để mọi người yên tâm. Đây phần sau là nguyên bản của cái gốc bộ. Đây đằng sau cũng còn đá đây các cụ này. Nó vẫn còn đá đây này. Em vẫn găm đá đây này. Đây. Đá đây. Đây là cái gốc ăn đất. Thì đây là phần đá, cũng còn đá đây cho mọi người đây. Đây. Đá đây, bên trong là sụn và lu rất là nhiều luôn này, lu và sụn. Đây là nguyên bản của cái gốc bổ. Rất là to và nặng. Bây giờ phôi cùng này còn nặng hơn tầm khoảng 40 cân mọi người, còn 40 cân này. Hàng này các bác là sưu tầm và thích cái sản phẩm nó độc, chút lạ một chút. Có sự khác biệt. Có sự khác biệt mọi người nhé. Không giống những sản phẩm bình thường đâu ạ. Cái này mọi người sưu tầm cho nó có một cái sự khác biệt thôi. Nói chung là đẹp và xứng đáng để chơi. Đẹp và xứng đáng để chơi và chất chơi luôn. Chiều rộng của sản phẩm này là 75 mọi người nhá, rất là to và nặng đấy. Rộng 75. Cao là 56. Và độ dày của gỗ, độ dày của sản phẩm này rơi tầm 32 hoặc 30. Rộng 75, cao 56 và độ dày của gỗ là 32. Em Trường Minh xin giao lưu mọi người cái sản phẩm tuyệt vời. Em đánh giá là một cái sản phẩm tuyệt vời. Cái tuyệt vời thì nó rất là đa dạng và nó mênh mông, nó không bó gọn trong một cái phạm trù hay một cái ý nghĩa nào cả. Tùy theo mọi người có con mắt chơi và cách chơi, cách nhìn nhận khác nhau để chúng ta đánh giá sản phẩm. Đây sản phẩm này em xin giao lưu mọi người, sản phẩm này giá là 3,5 triệu mọi người, giá cực kỳ êm ái mềm mại bởi vì sản phẩm rất là to. Rất là to mọi người nhá, rất rất to và rất rất đẹp. Đó.
em xin phép bê sản phẩm xuống. Mọi người chưa sưu tầm thì sưu tầm những cái sản phẩm khác biệt này đi, nó sẽ không giống bất cứ sản phẩm thị trường và chỉ có một mình duy nhất cả bác có. Bây giờ bê xuống phải là cả vấn đề vừa hai bố quả bê lên. Bây giờ để em đi xuống nhá. Hôm nay thực sự là về rất là nhiều sản phẩm mới. Hôm nay về được mấy cục lưu sắt xịn, lưu kín 100% luôn. Lưu kín 100% luôn. Thứ bảy bây giờ có rất nhiều hàng đẹp lắm. Các bạn cái hàng độc lạ thì mọi người biết chơi hàng đấy sự luôn là xứng đáng để chơi. Em lên giới thiệu tiếp cho mọi người một cái sản phẩm nữa. Sản phẩm này được chế tác trên một cục gốc lưu sụ xá xịn nha, lưu sụ xá xịn, một cụ di lạc ngồi dưới gốc tùng. Toàn hàng lạng, xá xị, sự nó rất là lạng mọi người. Bởi vì em chỉ làm bằng gốc rễ, đâm ra cái hàng gốc rễ này nó gỗ cực kỳ lạng, lạng dã man luôn. Đây là sản phẩm đẹp cho mọi người chơi. Thì các bác đánh giá và các bác tự cảm nhận. Nếu các bác đang cần tìm một cái sản phẩm có một cái chất gỗ tốt, đã được mọi người chơi và cảm nhận và đánh giá chung là những sản phẩm rất tốt, thì đó là cái dòng gỗ xá xị. Một trong những cái dòng gỗ gốc xá xị hàng lưu sụ như thế này thì là rất là thơm, mùi thơm cực kỳ bền bỉ và mùi thơm rất là dễ chịu, mùi thơm nó man mát, thơm man mát và cực kỳ dịu mọi người, thơm dịu và cực kỳ thích ngửi cái mùi xá xị đó. Để trong tất cả các dòng mùi thơm ấy thì em còn thích mùi xá xị này chỉ đứng sau mỗi mùi hoàng đàn này, mùi xá xị cực kỳ thích. Thì đây là những cái gốc lưu sụ xá xị và được chế tác một bộ di lặc liền khối 100% của tùng này. Đây là form nồm niềm 100% mọi người nhé, không có chắc vép bất cứ chi tiết nào, hàng 100% liền, 100% không dặm màu, 100% không vẽ vân, không nứt nát và gỗ lưu rất là nhiều. Lưu thì tiếc nó lại lưu mặt sau nhiều hơn mặt trước. Mặt trước thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái chân đuôi công rồi thôi, những cái chân tia đuôi công của lưu này, ở góc này nó có điểm một số cái chấm này, có đâu nó sụn, phần sụn rất là nhiều, gỗ thì rất là già, xanh ngắt. Vân này này, đây có những cái tia đuôi công nu ấy, nó chạy linh tinh hết cả. Đây, để sẽ quay cái mặt sau mọi người sẽ đánh giá chuẩn nhất. Đây, đằng sau cũng đẹp lắm mọi người nhìn đây. Tiếc là cái sản phẩm này cũng phải đằng sau nu nhiều hơn đằng trước. Đây là cái chun của gốc này, hàng gốc. Các bạn nhìn thấy nu chưa? Các bạn đã nhìn thấy nu chưa? Nu cám hồng nhá. Đây là lưu 100% và lưu xịn, lưu sò nhé. Chứ không phải em vẽ lưu đằng sau đâu mọi người nha. Không đi vẽ lưu đằng sau gì đâu ạ. Đây là cái chun này, những cái chun chạy dọc chạy ngang. Đây là một cái điểm lưu. Đây cái khoảng này, cả cái khoảng này là lưu hết. Cả khoảng lưu hết và lưu cám hồng luôn. Với cái lưu cám hồng này thì nó rất là thơm mọi người nha. Cực kỳ thơm. Mọi người nếu các bác đang cần một cái form đặc ở cái vị trí trang thần tài đun kẹp bàn ghế hoặc là ở trên cạnh tivi thì đây là một cái sản phẩm xứng đáng để chơi và xứng đáng để mua về. Em sẽ đo kích thước của pho này sau đó báo giá mọi người. Hàng em cam kết cho mọi người là chuẩn chỉ luôn, thơm xua mùi từ cái pho này về em nói thật mọi người, nó thơm cả nhà mọi người luôn. Về hàng gốc lặng cục gỗ như này nhưng mà rất là lặng mọi người nhé. Các bác nhận hàng của B sản phẩm mình sẽ thấy là những cục xá xị của em cực kỳ lặng, lặng dã man luôn, bởi vì trong bản thân nó là những cái gốc em chọn những cái gốc nhiều tinh dầu nhất để làm, không làm những cái tinh dầu cao 71, rộng 39 và sâu là 19. Giá giao lưu của mọi người bức di lặc lưu sụn xá xị này là 3,5 triệu thì ạ, 3,5 triệu cho mọi người nhé, 3,5 triệu cho các bác bức này để mọi người chơi. Chơi thử cái này đi mọi người sẽ thấy là tuyệt vời, thơm vô cùng, thơm lắm, cái hàng lặng lắm, sự gỗ rất là lặng luôn, không biết nói như nào nhưng có lại nè, gỗ cực kỳ lặng, lặng dã man luôn, lặng, toàn lặng,
bì cũng quẩy vậy, nóng thật kỳ, thì nó nóng nóng dã man, hỏi bác nóng kỳ. Vừa rồi là giới thiệu mọi người là hàng hư và giá trị rồi, tiếp biến lên cho mọi người một cái sản phẩm tuyệt vời. Ui giời, lâu rồi mới có một cái sản phẩm heo mà đánh giá là đẹp và xứng đáng để chơi. Một chú heo để bài, một chú heo đứng bao tiền, một chú heo xuất sắc với một cái chất vân đỉnh cao, lu sụ. Để em có máy gần cho mọi người nhìn nhé. Khi các bác nhận cái sản phẩm heo này thì mọi người sẽ cực kỳ thích. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ thấy là cái phần bao tiền này, đây là cái hàng lu sụn hương, sụn hương chứ không phải là lu, không có lu, sụn hương. Đây sẽ là cái phần đằng sau, mọi người sẽ cảm nhận này. Sổ ơi, vân thì nó đỉnh cao rồi, đỉnh cao về vân rồi, chun này, vân này, mọi người sẽ thấy này, nó không khác gì cũng cổng cả. Bây giờ những hàng gốc rễ, ôm đá, có ôm đá đít ở ngoài nhé. Cái phần này có lu này, phần này nó có lu này, phần này lu rồi, nhưng lu này lu gì đít thế mới đau chứ. Còn vân của nó thì này, chun chiếc này, rất là xuất sắc. Heo đứng bao tiền, mọi người thấy cái bao tiền rất là đẹp ạ. Cái bao tiền sụn 100% luôn. Cái người của chú heo này, cái phần mông này cũng sụn hết. Các bác đang cần một tác phẩm heo để bàn, một con lọ tăm ở đây như này, mà một tác phẩm to, không phải những sản phẩm nhỏ nhỏ nhá, thì mọi người bê tác phẩm heo này về. Đây là lu này này, sản phẩm đem hứa luôn là không có lỗi vết gì cả, liền khối và không lỗi vết, dáng thế rất là đẹp và tuyệt vời. Chú heo sụn hương vân lo giá hợp lý vô cùng, để nó kích thước cho mọi người. Heo bây đang toàn nhựa thửa gỗ, rộng là 36, cao là 17, rộng 36 cao 17 và độ dày của gỗ, độ dày là 22, rộng 36 cao 17 và độ dày của gỗ là 22. Em xin giao lưu mọi người chú heo tuyệt cú mèo này với cái giá cực kỳ êm ái, mềm mại, 950k duy nhất trong ngày hôm nay. Heo nhiều lắm, một lô mấy chục con thử, toàn hàng kinh dị, toàn hàng kinh dị đấy nhá. Hải Vân này đẹp không? Thôi gỗ hương thì không còn phải nói đâu, trời chỉ gỗ hương thì mọi người, Vân để nói về Vân thì nó còn đẹp hơn cả gỗ cẩm đấy. Quả chun và cái lọ tăm chun hết này, quả mông này 950, bê về mà chơi các bạn, 950 trả làm cái gì đó, cần buổi lạm phát. Mấy ông nhà nước ông bảo là lạm phát chỉ có 2,7%, chả hiểu tính kiểu gì là phát 2,7%. Em thấy là giá tất cả mọi mặt hàng đều lên kinh dị, cộng cái đồng 500.000 thì chả mua được nhé. Giá này cũng vậy, cái đồng 500.000 có hiểu là phát 2% một con số ở đâu ra. Thật sự là không ngoài, bởi vì ở xưởng về xong lắng nuôi này, không về nhà công việc nhà không, tối đến quay clip trong phòng một bụng kê nhĩ nhạc ướt hết người, nó không ngoài, nó thôi vì công việc, vì cơm áo gạo tiền, vì đam mê, vì tất cả mọi thứ, vì vợ, vì con, vì rời, vì biển, vì thế nào, vì thế loại, vì thế kia, phải cố gắng, đúng không các bạn? Cả đàn ông phải cố gắng mà, phải chiến đấu, không được nhục chí, không được nhục chí, không được chịu thua, không được đồ hàng cho tất cả một cái thế lực nào cả, đúng không ạ? Ok, tiếp theo sản phẩm nữa. Đây là lần đầu tiên em chứng minh giới thiệu mọi người một sản phẩm lu xa xỉ, lu kín 100%. Trên thị trường thì cũng có người bán lu xa xỉ đấy, nhưng mà không biết là mọi người mua cái giá nào. Em thì em thấy em cũng đi tham khảo thấy là người ta bán giá rất là cao, rất là cao, rất là cao. Một cái sản phẩm lu xa xỉ kín như thế này thì mọi người đâu đó phải bỏ ra tầm khoảng 7-8 triệu để mua một sản phẩm lu xa xỉ như này, kín bưng luôn. Quả lu của nó đây mọi người, lu này mà cắt ra thì cám hồng rực rỡ, cám hồng rực rỡ mọi người nhé. Thường đục lu ấy thì người ta sẽ đục đều vào cái thế như này hết, bên dưới lu sẽ là cái bao tiền,
ở trên nó là một cụ di lặc ngồi, có một chẻ hai chẻ gì đó. Đây nguyên bản nó là một cái gốc xá xị rất là to mọi người nhé, một cái gốc xá xị. Đây là những cái phần bổ của một cái gốc xá xị, của một cây xá xị có thể nói là đến hàng 500-700 năm tuổi, và những cái gốc này đều là gốc vài tấn, sau đó là bổ xẻ ra chỉ chọn lấy những cái cục lu, những cái chóp lu và những cái cục lu đẹp nhất, sau đó về và tạo tác với những cái sản phẩm nghệ thuật như này mọi người dùng nhá, chứ không phải đây là gì, đây nguyên bản là toàn những cục gốc mấy tấn một bổ xẻ mọi người. Đấy, các bác nếu mà nói thì các bác nào làm nghề gỗ sẽ biết. Và đây là lu xá xị và lu cám hồng, gỗ sáng màu đẹp, mùi thơm thì tôi không nói mùi thơm bởi vì là hàng lu này mùi thơm nức người luôn. Ui chụt chòa rồi là nu. Nu này. Ui chụt chòa là nu. Đặc gỗ mọi người nhá. Nu nhưng mà gỗ lại đặc, không bị bọng bị thủng. Đây là gốc bổ. Đây bổ này. Bổ quay bên trong này là nó bị rỗng. Trong cái tâm của cái cục gỗ, cái gốc cây ở chỗ này là rỗng. Xong từ cái rỗng đấy nó mới sinh ra nu. Thì là bổ cái phần này, lấy mỗi cái phần nu thôi, còn gốc vứt đi, không lấy. Đấy, tận dụng được cái gì tận dụng, còn nu là lấy mỗi nu phải đục thôi. Trên này đục một cục gì là dưới là cái bao nu. Thì những cái sản phẩm này dành cho mọi người sưu tầm, chúng ta sẽ phải bỏ lại cái số tiền rất là ít ỏi cho một cái sản phẩm nu giá trị thơm đẹp và lưu kín nhiều nu như này. Những cái sản phẩm này thì mọi người sưu tầm thì cái giá trị của nó sẽ lên cao theo thời gian và sẽ không bao giờ mất giá trị, bởi vì các bác em chứng minh chỉ để cho mọi người cái giá rất hợp lý. Em cũng muốn làm sao mà đưa cho mọi người những cái sản phẩm chơi giá trị một chút xíu, nhưng mà các bác chỉ phải bỏ ra một số tiền rất là ít ỏi chứ không phải bỏ ra một số tiền quá là nhiều. Ngoài cửa hàng cửa hiệu hoặc những nơi khác người ta có thể để cho mọi người những cái sản phẩm lưu mà nhiều như này thì mọi người phải bỏ cái số tiền đâu đó ra, chỗ nào rẻ nhất thì các bác cũng phải bỏ tầm 6 triệu hoặc 7 triệu thì lúc đó thì người ta mới, bởi vì là thực chất người ta không trực tiếp sản xuất ra, người ta không định mua phôi về làm, không có thợ thuyền thì người ta phải bán ra đó, bởi vì nó qua vài cầu rồi chắc nó bán ra đó. Nhưng em chứng minh chỉ sản xuất ra và mua phôi về sản xuất ra, làm sao mà để cho mọi người những cái giá hợp lý nhất và em có đồng tí tiền đồng công để nuôi cái đam mê đồ gỗ là một, và thứ hai là để phục vụ mọi người và nuôi vợ nuôi con. Thế là ok rồi, thời buổi này thì không mong làm giàu mọi người ạ, thật sự luôn không mong đồ gỗ thời buổi này không mong làm giàu, làm sao mong đủ ăn và nuôi được thợ thuyền nhà mình để anh em nó có công ăn việc làm, không bị mất việc, không bị nghỉ việc. Bởi vì các bác nếu các bác sống ở làng nghề tầm này, đi làng nghề, nên làng nghề mà xem rất nhiều thợ thuyền, những người thợ quạt phải đi bỏ đi làm công ty bởi vì không có việc, không có việc, không có việc đâu. Nhưng mà những người làm nghề đồ gỗ họ vẫn có một cái tâm lý rất là buồn cười, là những cái tầm hàng trầm như này họ vẫn cứ bán giá cao và họ không hề giảm cái giá thành của sản phẩm xuống, và có chăng giảm thì giảm rất là ít, và không chấp nhận cái việc là chúng ta đây là những cái đồ chơi, và đã là đồ chơi thì phải chấp nhận cái việc là khi kinh tế thị trường nó kém thì nó sẽ mất giá, và nó chúng ta phải bán hạ giá xuống, và thậm chí là phải bán giá hòa vốn để đẩy hàng đi, và thậm chí nữa là phải bán dưới giá sản xuất cũng phải chấp nhận bán đi để làm gì ạ, để duy trì công việc và duy trì thợ thuyền. Như em chẳng hạn, em phải có thợ, em phải nuôi thợ để đảm bảo làm sao mà nguồn hàng ra ổn định là một, và thứ hai là cái giá cả nó phải là hợp lý, có thợ thì mình sẽ đảm bảo được cái nguồn hàng và đảm bảo được cái giá thành của sản phẩm nó không bị đẩy lên cao, như cái việc là đi mua của người ta về bán thì sẽ phụ thuộc vào người ta bán cao, mình về mua cao thì về phải bán cao, đúng không ạ? Nhưng mà thợ thuyền nhà mình thì mình sẽ đảm bảo được cái giá thành nó hợp lý cho các bác chơi. Đấy, thì em cũng cố gắng tập này, cố gắng làm sao bán duy trì hết sức có thể, và các bác sẽ thấy là năm em gần như là không live stream từ đầu năm giờ, rồi live stream có vài buổi là nghỉ từ trước giờ, bởi vì thực sự em cũng thu gọn về cái nào của nhà làm, anh em thợ thuyền nhà làm ra được bao nhiêu bán bấy nhiêu, những sản phẩm nào hợp lý bán giá hợp lý, bán được đồng nào thu đồng nào thì thu, lãi thì có lãi, không có lãi thì bán hòa, mà thậm chí để đâu quá thì bán dưới giá cũng bán để thu tiền về tái đầu tư sản xuất tầm này cho anh em thợ thuyền nó có việc. Thật sự luôn em cũng có bốn thợ, em không có dưới mọi người đâu,
có xưởng 44 thợ phải bao ấy mọi người, bao xưởng 44 thợ đấy, cho mọi người nhìn thật sự đi rất là đẹp luôn, dày gỗ lắm ấy mọi người, đây dày gỗ lu đây. Đấy, nếu mà sản phẩm là lu hương thì mọi người phải, nếu mà lu hương ấy, mà lu kín nhưng mà to này ấy, thì chúng ta phải bỏ tầm khoảng 30 triệu. Ít nhất là 30 triệu nếu mà lu hương nhiều này. Thậm chí là 40-50 triệu. Lu hương bây giờ nó kinh dị lắm. Nhưng mà lu giá xị thì như pho này thì các bác, nếu mà lu mua cửa hàng cửa hiệu thì chúng ta phải bỏ tầm khoảng từ 7 đến 10 triệu tùy từ bạn. Nhưng mà em chứng minh thì giao thì mọi người ra siêu siêu rẻ. Đợi em một chút xíu. Đợi em một xíu để em đo trước nha. Chiều rộng của sản phẩm này là 51, chiều cao là 42, 51, 42, cao 42 nha. Và độ dày của gỗ là 32, 31, rộng 51, cao 3, rộng 51, cao 42 và sâu 31, hàng liền nguyên khối, bao thơm, bao lưu tự nhiên, lưu giá xịn, một trong những dòng gỗ tốt và đã được kiểm nghiệm từ thời xa xưa cụ lại rồi. Em chuẩn bị xin giao lưu mọi người pho này với giá là chỉ có 4.8 triệu nhé, 4.8 triệu, bởi vì giá lưu rất là cao mọi người nhé, giá lưu rất là cao, cố gắng bán kiếm vài trăm thôi, giá lưu rất là cao, cố gắng lắm mọi người. Lưu em mua lưu thì có những cục nó không có lưu đâu, những cục này là nhiều lưu nhất mà vẫn để cho mọi người, giá đấy hợp lý quá rồi, 4.8 triệu đẹp lắm. Những cái sản phẩm mà chơi mọi người bỏ cái số tiền 4.8 triệu thì em nghĩ là không cao đâu, và cái giá thành khi các bác chơi vài năm nữa nó sẽ đẩy giá lên rất là cao, bởi vì để một cái cây nó sinh ra lu này nó không phải 1, 2, 5, 3 năm đâu, 10 năm, 10 năm, 20 năm đâu, vài trăm năm nó sinh ra lu luôn, và khi thầy khai thác hết rồi thì không còn lại. Mày thấy mọi người nói xả 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 cũng mày em xem giới thiệu cho mọi người 4 sản phẩm này, em sẽ lên giới thiệu cho mọi người một bữa, cố gắng lên một sản phẩm được, thật sự tôi là nó cũng này nên một sản phẩm nữa mọi người nhận, em xin phép nghỉ ngày mai quay tiếp lòng hoài lòng. Em lên cho mọi người một cái khay đi, một khay bán rau đi mọi người, một cái khay của sụn hương, khay lá đào sụn hương, khay lá đào sụn hương. Cái này là cái sụn nhé, cái sụn, cái sụn. Thật sự là rất là nhiều đồ này, đồ không thiếu rồi. Từ những cái foil này 60 cân này, những foil là cả tạ, lưu hương cả tạ này, rồi những cái foil ngồi tùng hôm đá liền 100% nặng tầm khoảng cũng phải 60-70 cân này, rồi những cục lưu này, đây, những cục lưu như thế này, không phải là không có. Rồi thì chung mộc am, rồi thì cá hóa rồng sụn hương 100%, mọi người nhìn màu thấy thích rồi. Nếu các bác nào chơi gỗ hương rồi nhìn đọc cái màu này đã thấy đây là một sản phẩm đáng chơi rồi, nhưng em xin phép ngày mai quay sản phẩm này. Rồi đây nghêu đá lu hương núi yếp đây, đây châu bò rất nhiều đây, nhưng mà sụn 100%, phần trả thì rất là nhiều lắm, nhưng mà còn ngoài sân mà thôi, bởi vì là không gian nó chặt, em tạm thời quay đây đã, mai tính tiếp. Đây là tất cả cái này đều màu sắc cũ tự nhiên của nó như thế mọi người. Đây là một khay lá đào, đây có hai phần, hai bên, hai lá. Đây là cái quả vân đây, hàng sụn mà. Thế nên ra sẽ nhìn cái phần da cái dưới gỗ cái màu sắc này thì mọi người sẽ biết là nào. Đây là vân tự nhiên. Đây này. Đây. Thì da vân nó sẽ đẹp. Cái này không phải lỗi vết đâu nha, đây là tự nhiên gỗ nó như thế, em không hề chỉnh sửa, thợ bỏ chỉnh sửa hay là dặm màu miếng vào cho đẹp, em bảo tuyệt đối không, để nguyên cái màu của nó, màu của gỗ như nào để nguyên. Đây, đẹp hơn cả gỗ cẩm. Đây có 3 quả đào và liền cho mọi người nhé, cái này em sẽ để cho mọi người giá hợp lý, về mọi người đừng ấm chém được thoải mái nhé, cái này trông là đừng ấm chém thoải mái, đừng cái gì nữa, có mãi được cái gì nữa, đừng cái gì cũng ok hết. Dài là 55 nhá, cái khay này dài 55 nhá. Rộng là 35 nhá. Và độ dày mặt là 6 phân. 55 35, dày mặt là 6 phân. Cái này mọi người để đồ cũng được, với cái thành rất là cao. Cái thành rất là cao. Để đồ, để ấm chén, để hoa quả, để gì cũng được.
em giao lưu mọi người khay với giá là chỉ có 850 nhé, 850 một cái khay sụp 100% rất đẹp, 850 rồi. Mọi người biết rồi đấy, tiền gỗ, tiền công, tiền phun, dạ một cái khay này là phun 100.000 là 850 thì cái khay này chỉ còn 750.000 tiền, 750 tiền gỗ và công, tiền gỗ và công thì em nói thật mọi người là tiền gỗ và công thì gỗ là 400.000, còn 350 vào đây thì công thì nếu mà đi thuê thì chắc là 350 không làm được đúng không ạ? Nhưng bởi vì đây là công thợ nhà, công thợ nhà, đây là thợ nhà làm nên là nói chung là cứ đánh bùn ra ao cứ xô xia đi thôi, cũng chả tính lãi lời vào những cái khay gì đâu. Với cái giá 850 thì đây này, không tính lãi lời làm gì cả. Đó, vẫn đẹp. Ok nhá, thôi clip này xin dừng đây mọi người nhá, khá là dài rồi. Mang rất nhiều sản phẩm đẹp tuyệt vời mọi người. Lu sụn nó xiết nặng cả tạ có này. Đặt ma sụn hương này, toàn hàng sụn hương, đặt này toàn hàng sụn hương thôi. Sụn mới lu, đặt tới toàn hàng sụn lu của đặt ma đẹp. Này, đi gặp hồi tùng ôm đá 100% này. Cá sụn này, bàn sụn này gì đặc là nghề lưu hương mấy cái khay này, cũng còn nhỏ đây lưu bác sĩ thần cụ tế Hương Vân Cẩm. Thôi em xin phép mà nghỉ clip cho mọi người nhé, mệt quá em xin chào các bạn, cảm ơn các bác dành theo dõi, nhớ xem clip thứ hai dành nút like, luôn đăng ký kênh mọi người nha. Thôi em xin chào lại ạ, chúc các bác ngủ ngon.